Good morning, everybody. You know, you have to put that in. Sorry. Good morning, everybody. So this is one of my friends, Julie. I've been doing here for 7 years. She's Vietnamese, but too bad she don't speak Vietnamese. I speak Vietnamese. Yeah, 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 Vietnamese. Okay, Julie, muốn làm gì bây giờ? Okay, muốn làm cái tóc này. Oh man, you're really testing me now. Okay, let's speak Vietnamese. Okay, alright, let's test you. Muốn nhờ màu gì hôm nay? Màu vừa vàng vừa trắng. Không có vàng quá, không có trắng quá. Cái đó là cái màu gì? Tiếng Việt Nam. Màu tiếng Việt Nam gọi là cái màu sáng. Màu sáng nhưng mà chính giữa thôi, không có vàng nhiều, không có sáng nhiều. Dạ, đúng rồi. Cái tóc hơi bị khô, cắt cái xíu nhìn cái xíu cũng hơi khô đó, làm nó nhìn hơi khô rồi, cũng làm nó nhìn nó cái gì hơi khô hay là quá khô? quá khô là too dry. Too dry. Yeah, it's very she needs moisturizer. Very so dry. So đấy là cái đầu của bạn thấy chưa? Mấy tháng rồi chưa nhận nhiều bạc quá, buồn quá. Con cô này là lớn tuổi rồi. Trời. Nói chơi chơi này. Đúng lớn tuổi, không có sao, không có 17 sao. 17 tuổi, ok. Nếu mà... Do you want a money piece or no? Nói tiếng Việt mà. Tự nhiên nói tiếng Bắc. Tiếng Việt nói tiếng Bắc. Trời ơi. Chị nói là, do I... em muốn cái tiếng... cái gì? Thôi. Hold on, okay. Cái tiếng cái mà tiền. Ok, money piece. Goodbye. Julie, what do you think? I feel hot. You feel hot? I feel this. The curls, the volume, no more split ends, no more roots. Perfect. Hi guys. How long have you been here for? You? All day. Have lunch, breakfast and coffee. Thế bạn thấy chưa, cái ngoài đường nè, cái màu tóc của Julie nó sáng hơn, nó đẹp hơn. Mấy bạn cảm thấy cái màu đẹp không? Nói cho mình nghe thử coi.